Alo, xin lỗi với tôi các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể hát được giọng ốc, giọng hát voi một cách mượt mà, đẹp đẽ, sáng sủa nhất mà có thể. Ok. Thì trước khi đến với bài tập, mình muốn các bạn phải tải cái app này về. Đây là cái app mà mình luôn luôn nhắc nhở tất cả các bạn tập những cái bài tập mà trên mạng, với mình đi nữa hay là với một người khác, các bạn cũng phải dùng cái app này. Đây là cái app đo quãng giọng, đo nốt. Mình đánh nốt này là nó sẽ hiện ra cái chữ để cho mình biết cái nốt đó có đúng hay chưa. Khi mình hát cũng vậy, mình hát đúng cao độ thì nó sẽ hiện ra cái nốt ở trong này luôn. Đô, re, mi như vậy thì nó sẽ hiện ra ở trong này. Thì cái app này nó gọi là Tuner Light nha. Nếu các bạn dùng iPhone thì nó có cái màu nâu nâu như thế này, nâu nâu vàng vàng như thế này, và có chữ A. Còn nếu mấy bạn dùng Samsung hệ Android hay là Oppo gì đó, các bạn vào CH Store để tải về thì nó có hình màu xanh, chữ A màu xanh nhá. Thì khi các bạn tải về rồi, các bạn ấn vào cái nút bên này nè. Đó, cái nút bên trái đó. Cái nút này là nút đo quãng giọng đó các bạn. Alo, alo, Asilomoto, Asilomoto, con dê, ok. Giọng up với head voice là gì? Ở tập thứ nhất thì mình đã có nói rồi. Thì khi các bạn giả tiếng mèo kêu, ví dụ meo, meo, cái đó là giọng gió, ok. Nhưng mà khi các bạn dùng cái chữ mi để mà thay thế chữ meo đó, mi, mi, cái đó là giọng up nha. Thì bây giờ chúng ta tập bằng âm mi. Âm mi trước nha. Các bạn dùng cái này để đo cái nốt cao nhất á. Phải là chữ E5 mới đúng nha. Các bạn cố gắng canh làm thế nào mà để cho cái giọng nó lên đó đúng cái chữ E5 nha, mới đúng nha. Bây giờ các bạn tự tập nè. Bây giờ chúng ta đến với âm quy. Cái âm quy này khi chúng ta lên tới cái nốt cao nhất, lúc đầu là quy mà lúc sau là quý, dấu sắc nữa nha. Bây giờ này, bạn tự tập nè. Ok, bây giờ thì các bạn đã hoàn thành cái bài tập của các bạn trong ngày hôm nay. Thì sau bài tập này, hy vọng các bạn có thể tiến bộ hơn trong cái việc sử dụng giọng ốc, giọng head voice. Tập giọng ốc xong rồi, các bạn có thể vào kênh của mình để tiếp tục
xem những clip hướng dẫn dòng pha. Khi các bạn tập được dòng up rồi, các bạn có thể tập dòng pha dễ dàng hơn. Cái dòng pha là sự kết nối giữa dòng ngực và dòng up. Thì khi chúng ta tập được dòng up rồi, chúng ta có thể bắt đầu tập dòng pha, nó sẽ dễ dàng hơn. Nhiều khi chúng ta cứ tập dòng ngực và dòng up thôi, rồi một ngày nào đó các bạn cũng có thể hát được dòng pha luôn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và nhớ đăng ký kênh YouTube của mình.